Tất cả các bác nhá, em là Sông Muôn Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là mùa hè rồi, xử lý cái bệnh điều hòa không mát con i10 và mát không mát dần đều, mát yếu. Thì hôm nay em chia sẻ anh em kiểm tra bác này, bác nạp ga, châm ga rất một hai lần không giải quyết được vấn đề và cứ vài hôm thì lại hết ga. Thì hôm nay chia sẻ anh em vì sao, nguyên nhân nó từ đâu. Thì đây, em đã tháo ra cái giặt lạnh của bác ấy đây. Đây, nguyên nhân chính của nó đây. Em đang kiểm tra cái giặt lạnh đây. Đây, cái này nó đen đen, các bác nhìn này. Hạ xuống này. Đây. Đấy, hạ sâu xuống cho các bác. Đây các bác nhìn này. Đấy, mà em kiểm tra trên xe thì nó là nén vào thì nó không tụt, nhưng mà hút ra nó tụt. Đấy, hút ra thì nó tụt. Đấy, này các bác nhìn này, nó có tụt đâu. Không tụt mấy nhá. Đấy, tụt rất chậm, rất nhỏ, gần như không tụt. Nhưng mà mình tháo ra, đấy, mình phát hiện thì đây, nó đã xảy ra như thế này. Của một bác đây. Đấy, xe của bác đây, xe đỏ chứ. Đấy. Thì muốn làm được cái này thì em phải lôi hết cái táp bi, táp lôi ra. Đây, lôi hết cái này ra rồi, em vừa tháo ra rồi. Bây giờ đang lắp lại cho bác ấy, lắp tương đối rồi. Thì em cũng chia sẻ anh em luôn, cái bệnh hao ga ít, cứ thi thoảng thiếu ga đối với con i10 này thì thường thường ngoài cái giàn nóng này ra, ngoài cái giàn nóng ngoài này, cái mặt này ra, thì nó mấy cái ống tiêu này với một số thứ cái này thì nó lại còn phải liên quan đến cái này, và cái này nó rất chi mất thời gian. Đây, cái này mất thời gian kinh khủng luôn. Đấy, với cái giàn i10 này, cái xe tầm khoảng 3-4 năm là dễ bị lắm nhá anh em nhá. Đấy, thủng rất nhỏ luôn, lăn tăn này anh em nhìn này. Đấy, soi cho các bác xem nhá. Đấy, em phải dùng máy này, đồng hồ đo này. Đấy, các bác nhìn đấy nhá. Đấy, quay trực tiếp cho các bác xem luôn, chứ không có là coi như là lại coi như là kể bác khách hôm nay thì bác ấy vứt xe ở đây, nhưng cũng vẫn phải quay cái này lên để chia sẻ cho anh em biết, và cũng là xe của bác ấy luôn đây. Đây, xe đỏ này nhá. Để bác ấy, đúng xe của bác thì bác ấy sẽ vào bác ấy cô mình. Đấy, em có nói luôn đấy, làm đến đâu để em chia sẻ anh em đấy, khi mà thay cái gì và cũng là chia sẻ cho anh em luôn. Thì em sẽ thay cái dàn lạnh này bằng cái dàn Hàn Quốc nhá anh em nhá. Đấy, dàn tốt nhất hiện thị trường hiện nay, để cho bác ấy chạy và sẽ bảo hành cho anh em. Thì qua đây em sẽ chia sẻ anh em vậy, ngoài thay cái dàn lạnh này ra thì bên em sẽ phải thay cho bác ấy cái phin lọc ga. Đây. Đấy, phin lọc ga nó nằm trong đây nhá. Của cái dàn nóng này, vệ sinh xúc rửa sạch sẽ cái dàn nóng này cho bác ấy, và châm dầu lốc lại cho bác ấy, căn chỉnh lượng dầu lốc và nạp ga mới, ga tốt cho bác ấy chạy cho nó ngon, cho nó yên tâm, và vệ sinh tất cả các van hệ thống đường ống, làm căn chỉnh lại từ đầu cho nó ngon. Và mùa hè này với con i10 này thiếu ga là chạy là không mát đâu nhá, mà nó mát rất yếu đấy. Đấy, nên là một số anh em là đã xe i10 đã bị châm ga nhiều lần hay là có hiện tượng hao ga thì anh em nên lưu ý cái giàn lạnh nhá, lưu ý cực kỳ, lưu ý cho em cái này nhá, cái này là cực kỳ quan trọng nhá anh em nhá, lưu ý cho em cái này nhá. Cái này là nó là coi như là rất chi là lười tháo và rất ngại tháo, phải vung táp lô ra, rất nhạy cảm nhá. Thế nên một số anh em là hay bị thủng cái này thì anh em nên coi như là cân nhắc trước khi làm một cái việc gì đấy, xác định thì anh em tháo bung giáp vô ra để làm. Thì qua đây em chia sẻ anh em vậy, ai cần tư vấn gì về điều hòa con i10, nhà em này làm tương đối nhiều nên cũng có một chút kinh nghiệm để chia sẻ anh em, để anh em coi như là hiểu biết hơn về cái dòng i10. Và con xe i10 nó rất phổ thông nhưng mà nó cũng rất phức tạp, có những cái bệnh mà nó không thể tải hết được. Thì qua đây em chia sẻ anh em vậy, chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Đây là lốc Isuzu đấy, em vừa phải làm lại xác măng với piston với các thứ đây, làm cho các bác ấy. Đây, bỏ nhà hết rồi này. Đấy, nhà cũng tương đối nhiều việc. Thì chia sẻ anh em vậy, chúc anh em coi như một ngày vui vẻ nhá. Em là phải thay cái dàn lạnh này và làm cho bác này ngon là nhanh nhất. Em làm việc đây.